Anh ô tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay thì em Hưu sẽ làm một cái tổng báo giá cho một cái bài video dài một chút về tất cả những mẫu xe đang được chào bán bên em này. Em sẽ quay luôn nhé. Nếu như bác nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Còn bây giờ thì em sẽ đi quay một video rất là chi tiết về những dòng xe đang được chào bán bên em. Đầu tiên sẽ là một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning này được sản xuất năm 2021 các bác ạ. Biển số là Tam Hoa, 3/9, biển 99, nước sơn thì màu trắng đẹp, lên đèn halogen, có đèn phá xương rồi. Em này động cơ trang bị là 1.25, em Hương đang bán là 278 triệu số sàn. Đây nha, một chiếc xe Kia Morning này. Bên cạnh chiếc xe Kia Morning thì em Hương còn có một chiếc xe Chevrolet đuôi, biển 34, bánh đậu xanh, có đèn nét giải điện, đèn nét rồi, đèn halogen, phanh ABS. Em này lên bộ la răng nữa nhé. Cờ rui đời 2012 với nước sơn màu trắng đẹp, em Hương đang bán là 258 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ rui. 258 triệu đời 2012, ngoại hình đây ạ. Ngoại hình bên ngoài rất là đẹp. Vì video ngày hôm nay rất là dài nên em xin phép không quay nội thất này, sẽ kể qua một số option thôi. Nước sơn trắng đẹp rồi. Lên cho em màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Và em này là số sàn 258 triệu đây ạ. Ở đây thì còn có một chiếc xe Hyundai i10 biển 37 nữa. Em i10 biển 37 với nước sơn màu trắng này là một chiếc xe i10 bản đủ, đời 2015 bản đủ, em Hương đang bán là 255 triệu. Xin nhan chân gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, phanh ABS, bộ chống bó cứng hai bánh trước, 255 triệu đời 2015, nhập khẩu có i10 đi nhé. Động cơ trang bị là 1.0, em này thì cũng lên được cho em xem là màn hình giải trí này, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, đề lổ thông minh, ghế da hai màu, lưu sơn thì màu trắng đẹp. Một chiếc xe Ford Mondeo form dáng thể thao, số tự động bản nhập khẩu. Đây các bác nhìn này, 185 185 185 triệu cho chiếc xe Ford Mondeo biển 99 này. Bên cạnh đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai i10, Grand i10 đời 2014, em này bản thiếu nhập Ấn Độ cho em, 195 triệu, lên bộ mâm đẹp rồi, bộ ghế da cao cấp, em cũng mới lên lại rồi. Bộ ghế da cao cấp của chiếc xe i10 đời 2014 này, 5 chỗ ngồi, động cơ 1.0, 195 triệu. Chiếc xe màu trắng biển 29 này là mang tên là i30, Hyundai i30 bản Crown cao cấp và full kịch cửa lóc đời 2009. Động cơ trang bị 1.6 nhập khẩu số tự động, em Hương đang bán là 308 triệu. Những cái giá này em nói đều là giá mở, vẫn bao rút hồ sơ, lộc lá thêm cho mình khi khách hàng mua xe bên em. Bớt sâu luôn các bác nhé, buổi báo giá ngày hôm nay là bớt sâu luôn. Có đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ, xi nhan trên gương, cửa lóc, cửa lóc đầy đủ cho em ạ. 308 triệu cho chiếc xe i30 bản Crown cao cấp full kịch này. Bên đây thì còn có một chiếc xe i10 Kia Morning ạ, một chiếc xe Kia Morning biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu bạc đẹp nhá. Em Kia Morning này bản Sport, 148 triệu, có la răng phay đầy đủ, phanh đĩa đầy đủ cho em này. Kia Morning bản Sport là 148 triệu, động cơ 1.1 đời 2011, có xe Kia Morning đấy ạ. Em này thì là số sàn rồi, số sàn nhá. Tập lái thì em có này, một chiếc Spark màu xanh cốm đây, 85 triệu biển 22. Điều hòa thì mát lạnh, máy số thì cực ngon luôn. Bác nào mà mới lấy bằng thì em này rất là ok. Em này thì một bên đèn sáng hơn, một bên đèn cũ hơn. Nếu như hôm nào bác nào chốt thì em sẽ đi đánh bóng lại nhé. Bây giờ mấy hôm nay thọ bận quá sẽ đánh bóng được. 85 triệu thôi ạ. Còn bên đây thì có một em siêu phẩm CDX, một em siêu phẩm CDX biển 99 này, CDX nhập khẩu cửa lóc đầy đủ cho em. Em này thì là 255 triệu đời 2010 và đăng ký lăn bánh là 2011, động cơ trang bị 1.6, đề lộ thông minh đầy đủ cho em, có màn hình giải trí, phanh ABS, la răng 5 chấu dạng phay cho chiếc xe CDX, 255 triệu, động cơ 1.6 này. Bên đây thì một chiếc xe bản sedan 2 đầu biển 37, Lacetti, một chiếc Lacetti EX đời 2009 đây. Em này với giá chỉ có 150 triệu thôi, máy to, form dáng đẹp, máy số cực ngon, 150 triệu cho chiếc xe. Bên đây thì em còn có một chiếc xe thể thao Galaxy, hai cánh cửa nhá, tự động nè,
một chiếc xe Galaxy số tự động, hai cánh cửa thể thao Lenovo on off rồi, hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, cam hành trình, cam lùi đầy đủ luôn, xi nhan trên gương mắt cảm biến va chạm, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn thì màu trắng đẹp. 445 triệu cho siêu phẩm Galaxy nhập khẩu 2.0 đời 2009 nhá. 8 túi khí có ga tay tự động cruise control luôn. Em sẽ mở ra vì em này rất là đặc biệt luôn. Đây ạ, đề lổ thông minh, màn hình giải trí, số tự động đẹp, ghế da bên trong là bộ ghế da cao cấp màu đỏ ạ. Ghế chỉnh điện cho em nhé. Chỉnh điện rồi. Hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, có ga tay tự động cruise control. 445 triệu cho chiếc xe Galaxy số tự động bản thể thao. Đằng sau chiếc xe là Galaxy hai cánh cửa thì em còn có một chiếc xe Kia Cerato Coupe. Kia Cerato Coupe biển 34, nước sơn màu đỏ đẹp, hai cánh cửa thể thao mà chỉ có trên 300 triệu thôi. 335 triệu cho chiếc xe Kia Cerato Coupe đây ạ. Nước sơn đẹp nhá, đèn là đèn bi rồi. Đèn gầm đầy đủ, gương kính được cụp chỉnh auto cho em, số tự động đẹp đời 2009 này. Bên cạnh những dòng xe mà thể thao phân khúc hai cánh cửa thì cũng có những dòng xe dành cho những cái bác nào mà mới lấy bằng hoặc là tập lái đi gia đình, thì một chiếc xe số tự động bên em Hương. Một chiếc xe Kia Morning, một chủ từ mới, biển là 34 số này, biển Hà Nội 4 số nhá. Được sản xuất năm 2004 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2006, số tự động bản nhập khẩu, trang bị động cơ 1.0, giá chào bán chỉ có 160 triệu thôi ạ. 160 triệu cho chiếc xe Kia Morning này. Một em Ford Mondeo vừa em Hương đã nhá nhá qua rồi. Ford Mondeo form dáng chuẩn cán bộ đây, biển 99 nhá. Nước sơn màu đen đẹp. Mondeo đời 2005, số tự động em Hương đang bán là 185 triệu. Form dáng cán bộ cách xù đây. Cửa lóc đầy đủ cho em, xi nhan trên gương, phanh ABS. Bên cạnh đây thì em còn có một siêu phẩm Kia Cerato. Kia Cerato biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu trắng đẹp, 488 triệu cửa lóc nhá. Hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, ghế da zin, máy ghế da thì em lên bộ ghế da thể thao rồi. Máy số zin, 488 triệu, xi nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ nhá, cảm biến va chạm trước và sau. Đầy đủ cho em cho chiếc xe thể thao Kia Cerato này. Hyundai i10 đời 2008 bản nhập khẩu, động cơ 1.1 đây ạ. Em này thì là em út về giá và về đời của dòng i10 bên em nhá. Biển Hà Nội và giá chào bán chỉ có 125 triệu thôi, số sàn 125 triệu, các bác nào tập lái đi em này cũng rất là ok luôn. Và tiếp theo bên đây thì em còn có một chiếc xe Accent. Hyundai Accent em này là bản lắp ráp trong nước, form dáng thì là form dáng mới rồi, được sản xuất vào năm 2018 ạ. Hyundai Accent, à em xin lỗi, em này là đời 2019 nhá. Form dáng mới Accent màu bạc, biển 89 này, nước sơn màu bạc, em Hương đang bán là 385 triệu cho chiếc xe Accent đây ạ. Xi nhan trên gương, em này thì zin đẹp toàn xe luôn, cam kết cho mình bao test hãng toàn quốc luôn. Accent đây, mua xe bên em Hương thì em cam kết cho mình là không đâm xô, không ngập nước, nên các bác hoàn toàn yên tâm này. Một siêu phẩm CDX nữa đây ạ, em có rất là nhiều đầu xe CDX nhé. Em CDX này là biển 99 này, em CDX này thì là biển 26 nhé. Một siêu phẩm CDX nữa đây, lên bộ mâm la răng dạng phay 5 chấu, xi nhan trên gương, bản nhập khẩu, số tự động, đề lổ thông minh và có cửa lóc này. Mở luôn nội thất bên trong các bác xem này. Một chiếc CDX 252 triệu đời 2009, bản nhập khẩu đây, có CDX đi. Có CDX đi nhá, ghế da hai màu. Các bác nhìn bộ la răng này rất là chất luôn, nước sơn màu đen đẹp. Form dáng này, xi nhan trên gương. Phía sau đây em còn rất là nhiều xe luôn, em sẽ quay lần lượt này, đây. Ở bên đây thì em còn có một chiếc Chevrolet Avel, được sản xuất năm 2017. Động cơ trang bị là 1.4, nước sơn thì màu trắng đẹp, zin đẹp toàn xe luôn. Giá chào bán là 245 triệu. Avel đây ạ, đầy đủ cho em rồi, điều hòa mát lạnh luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao, không chỉ sở hữu được một dàn xe 5 chỗ ngồi gầm cao như là Kia Sportage này, EcoSport này, thì em còn có một chiếc xe Honda CR-V. Honda CR-V được sản xuất năm 2009 nhé. Động cơ 2.0, số tự động, máy số zin, em Hương đang chào bán là 408 triệu. Biển là biển 34, bánh đậu xanh, cảm biến trước và sau. 5 chỗ gầm cao, cao dàn mát máy này, lên cho em đèn bi salon rồi. Đèn bi salon rồi. Ở bên đây thì em còn có một siêu phẩm Corona Antis, hay các bác còn hay trêu là lồi đồng cối đá đây. Em này cũng là biển 34, bánh đậu xanh nhé. Đời 2010, số tự động, bản này lắp ráp trong nước, em đang chào bán là 395 triệu cho chiếc xe Corona Antis với nước sơn màu đen đẹp, số tự động. Với những dòng xe như Corona Antis hay Camry thì các bác hoàn toàn yên tâm thôi, hay là Đi ớt cũng vậy.
bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Tiết kiệm nhiên liệu và không hề sợ bị hỏng vặt đâu nhé. Y30 bản Crown cao cấp thì em đã quay rồi. Ở đây thì em còn có một chiếc Lacetti SE. Lacetti SE đây các bác nhìn này. Đèn bi à, có đèn có cam lùi đầy đủ cho em rồi. Lacetti SE mới về thêm đây. Lacetti SE 210 triệu đời 2009 bản nhập khẩu đây. Có Lacetti SE chỉ hơn 200 triệu thôi là các bác đã sở hữu cho mình một chiếc Lacetti SE rồi. Đời 2010, động cơ 1.6 và em này là số sàn ạ. Em sẽ quay nội thất cho các bác xem nhé. Ghế da bên trong cũng là hai màu, lên màn hình giải trí rồi. Siêu xuất sắc luôn đúng không ạ? Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em, hội em đang dồn này. Một chiếc xe Vios bản E xịn nữa đây ạ. Vios bản E xịn này là đời 2009, em Hương đang bán là 208 triệu nước sơn màu đen. Biển là biển 36. Biển là biển 36 nhé. Một chiếc xe Vios bản E xịn đây ạ. 208 triệu đời 2009 này, xi nhan trên gương, máy số thì cực ngon luôn. Và những bác nào mà đang quan tâm về những dòng xe hai chỗ ngồi, một chiếc em bán tải siêu mini thì em có một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning như em này đều đặc biệt là biển van và đăng ký hai chỗ ngồi, biển D nhá, biển D đăng ký hai chỗ ngồi. Có giải có đèn gầm này, đèn phá xương này, lên bộ mâm đẹp rồi. Chiếc xe này đăng ký hai chỗ ngồi của em là đời 2013 bản nhập khẩu và điều đặc biệt là em này là số tự động rồi. Nếu như gia đình nhà mình mua cho bà xã hay là hai vợ chồng đi và làm công việc gì đấy về chở đồ, chở hàng rất là ok luôn nhé. Màn hình giải trí có luôn. Giá chào bán 237 triệu cho chiếc xe Kia Morning nhập khẩu 1.0 số tự động đời 2013. Nếu như bác nào mà thường xuyên hay bật lóc nhà nhà mình, sáng hay đi uống bia, uống rượu hay là đá gà trọi hay đánh chơi chim mà quên bà xã mà hay bị bà xã đuổi ra khỏi nhà này, thì các bác yên tâm, chiếc xe này là dành riêng cho mình rồi. Vì với cái khoang hành lý và cái khoang hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi luôn, như một chiếc giường đôi. Và tặng kèm thêm một chiếc gối cho các bác để các bác có thể ngủ nếu như mỗi lần mà các bác đi chơi về muộn, uống bia về muộn thì sẽ có xe cho mình ngủ, điều hòa mát lạnh luôn và làm rất là thoải mái luôn nhé. Bên cạnh đây thì em còn có một chiếc xe nữa đây, biển 15. Em này là em Kia Morning màu lông chuột, được sản xuất vào năm 2011, động cơ trang bị 1.0 nhập khẩu số tự động, lên cho em đèn bi salon, có đèn phá xương, đèn led đầy đủ rồi. La răng hoa mai dạng mới và em này là cửa lóc đầy đủ cho em. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1/2023, giá chào bán là 285 triệu. Các bác cứ yên tâm rằng với cái giá này thì em vẫn bớt cho mình, vẫn thương lượng và lọc láng thêm. Vô lăng đây các bác nhìn này, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, số tự động đẹp cửa lóc, 285 triệu thôi ạ. Ở đây thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Một chiếc xe Hyundai Telican. Xe thì gầm cao 5 chỗ ngồi nhập khẩu đời 2003. Em này là chuyên chở tiền công vụ đây các bác này, chuyên chở tiền thôi. Nhìn rất giống xe của mấy bác ở bên Dubai đúng không ạ? 126 triệu cho chiếc xe Telican đây nhé, 126 triệu mà các bác nhìn form dáng này rất là đẹp luôn. Bên cạnh những chiếc xe như vậy to đùng mà giá rẻ thì em còn có một chiếc xe cũng rẻ không kém đây. Và số máy thì cực ngon luôn. Một chiếc xe Kia Morning bản Sport full đồ này, em Hương đang bán là 128 triệu cho chiếc xe Kia Morning bản Sport full đồ đây ạ. Đấy, 128 triệu đời 2011, số sàn, động cơ là 1.1 nhé. Đằng sau đây thì em còn có một siêu phẩm này. Một chiếc xe Hyundai i10 biển 34 bánh đậu xanh, được sản xuất vào năm 2014, bản nhập ấn nguyên chiếc, em Hương đang bán là 295 triệu. Số tự động, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, ghế da zin. À, ghế da thì em lên bộ ghế da mới rồi, máy số thì zin đẹp luôn. Cam hành trình, cảm biến va chạm đầy đủ cho em. 2014 động cơ 1.0, em Hương đang bán là 295 triệu. Nếu như bác nào vừa rồi đang cứ quan tâm về của em thì cứ nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790, em Hương sẽ giải đáp cho mình. Bên cạnh này còn có một chiếc xe i10 cũng là biển thủ đô, nước sơn màu bạc. Chiếc xe i10 này của em Hương là đời 2009 nhập khẩu số tự động, động cơ trang bị 1.0, em Hương đang bán là 225 triệu. 225 triệu cho chiếc xe Kia Morning số tự động đẹp, động cơ 1.0, đời 2010. 2009 ạ, 2009 nhé. Một chiếc xe i10 nữa đây. Em này là bản sedan 2 đầu, i10 đời 2016 bản nhập khẩu, bản đủ cho em, 285 triệu. Các bác thường xem livestream của em thì thấy rằng em Hương về rất là nhiều những dòng xe i10 như là bản thiếu,
Đọc bản hatchback như hôm nay em thấy trên động bản sedan 2 đầu nhé. Giá chào bán bao nhiêu? 285 triệu. Nhập khẩu, động cơ trang bị là 1.2. Xe rất là đẹp luôn. Xi nhan trên gương, nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, cam lùi, cam hành trình, tổ hợp phím bấm, túi khí an toàn đầy đủ cho em. Còn đây thì còn có một chiếc xe Gentra. Một chiếc xe Gentra đến từ nhà Daewoo đây, biển 36. Chiếc xe Gentra này em Hương đang chào bán với khách hàng là 136 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, những khách hàng nào thật sự quan tâm thì em để cho mình chiếc Gentra này còn 125 triệu. Các bác không nghe nhầm đâu ạ. 125 triệu là các bác có thể sở hữu cho mình được một chiếc xe sedan 2 đầu Gentra đến từ nhà Daewoo nhé. Chiếc Gentra này của em Hương thì được sản xuất vào năm 2008 nhé. 125 triệu, số động cơ là 1.5, 5 chỗ ngồi số sàn ạ. Nước sơn màu đen thì em còn có cả Chevrolet Cruze. Em Chevrolet Cruze này là số tự động đây ạ. Đời 2011, số tự động, bản lắp ráp trong nước, biển 34, bánh đậu xanh. Các bác nhìn này, nước sơn màu đen đẹp, số tự động đây. 268 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruze, số tự động đẹp bên em Hương nhé. Số tự động đây các bác này, quan tâm thì để lại số điện thoại cho em hoặc kết nối cho em này. 268 triệu Chevrolet Cruze số tự động màu đen, Chevrolet Cruze số sạc cũng chỉ có 252 triệu thôi. Đời 2012, lớp sơn màu trắng đẹp. Em sẽ quay lần lượt này. Bên đây thì em còn về thêm được một chiếc xe Hyundai i10 nữa đây. Em i10 này là bản đủ, bản đủ đời 2017, động cơ trang bị 1.2, số sạc. Động cơ trang bị 1.2 đây nhá, số sàn và bản đủ đây. Xi nhan trên gương, nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Đăng ký đăng kiểm tháng 4 2023. Em Hương đang chào bán với giá là 285 triệu. Lên màn hình rồi, đề lỗ thông minh, ghế da hai màu và bộ ghế da rất là cao cấp luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, các bác cứ yên tâm thôi. Xe em cam kết không đâm xô và không ngập nước, tới tay khách hàng nhà mình. Ký kết văn bản luôn, các bác cứ yên tâm thôi nhé. Còn nếu như khách hàng nào mà đang quan tâm về 5 chỗ ngồi gầm cao, SUV 5 chỗ ngồi gầm cao, em còn sở hữu được một chiếc xe siêu phẩm Kia Sportage. Một siêu phẩm Kia Sportage đời 2011, zin đẹp toàn xe luôn. Nước sơn thì là màu lâu cà phê đẹp này. Em này thì cửa sổ toàn cảnh luôn. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Màn hình giải trí, điều hòa auto tự động cho em ạ. Giá chào bán của chiếc xe Kia Sportage này là 469 triệu, động cơ 2.0, trang bị cho em là cửa sổ toàn cảnh. Các bác hay trêu là cửa sổ toàn cảnh full HD không che đây ạ. 469 triệu cho chiếc xe Kia Sportage 5 chỗ ngồi gầm cao, màn hình giải trí Android to đùng, kết hợp hai cái màn hình gối phía sau, ghế da zin, máy số zin, bao kết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Phía sau được trang bị là 4 mắt cảm biến ma chạm nhé. Bác nào mà phù hợp với màu lâu thì em có Kia Sportage 5 chỗ ngồi gầm cao đây. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Vios với nước sơn màu trắng này. Em này là bản Nimo đời 2011. Em Hương đang bán là 210 triệu đồng cho chiếc xe Vios đây ạ. Vios đời 2011, 210 triệu đồng. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai i10 với nước sơn màu trắng đẹp, được sản xuất vào năm 2015, bản nhập ấn nhá. Số sàn động cơ là 1.0. Em này thì cũng là bản thiếu nhưng được bác chủ cũ thì mình độ lên thành bản đủ nhá. Có xi nhan trên gương, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng rồi. 225 triệu cho chiếc xe i10 đời 2015, bản nhập ấn bên em đây ạ. Màn hình giải trí có hết rồi, ghế vải cao cấp luôn. Đấy, chất lượng đúng không ạ? Bộ mâm đẹp rồi nhá các bác nhá. Bộ mâm em này cũng rất là đẹp luôn. Bộ mâm cực kỳ xịn sò cho em luôn. Em Chevrolet này thì hôm nay em có khách cọc rồi nên là em xin phép sẽ quay qua này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Ghét nhé. Xe Ghét nhập khẩu, nước sơn màu vàng, biển 37. Xe Ghét nhập khẩu đây ạ. Ghét nhập khẩu được trang bị động cơ là 1.4 số tự động, đời 2007, nước sơn màu vàng đẹp. Có sấy sưởi kính này, sấy sưởi ghế cho em. 188 triệu cho chiếc xe Ghét nhập khẩu bên em Lê Hương đây ạ. Và hôm nay thì em Hương mới về thêm được một chiếc Mazda 3 đời 2009 nhá. Em này thì nhập đài, động cơ trang bị là 1.6, biển 15, Hải Phòng. Lên đèn bi rồi, có giải đèn led luôn. 310 triệu cho chiếc xe Mazda 3 đời 2009, động cơ 1.6 và là số tự động. Em này form dáng hatchback, có cửa lóc nhưng mà form dáng không hề bị ngắn, bị cụt đâu ạ. Cam 360 đầy đủ, xi nhan trên hông, rất là đẹp luôn đúng không ạ?
310 triệu đồng cho chiếc xe Kia, chiếc xe Mazda 3. Đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm chân vô lăng, màn hình VTEC 10 inch xịn sò, lên bộ mâm đẹp và có phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em rồi. Số tự động thì em có Spark 2 chỗ ngồi và Spark 5 chỗ ngồi. Đây là chiếc Spark 5 chỗ ngồi bên em Lê Hương đây ạ. Đời 2015, động cơ 1.0. Số tự động em Hương đang bán là 235 triệu cho chiếc Spark 5 chỗ ngồi số tự động đây. 235 triệu, xin nhan trên gương. Đấy, biển là biển 26 nhá. Nước sơn thì màu trắng đẹp, đầy đủ cho em hết rồi, không thiếu một cái gì đâu. Còn nếu như vừa rồi em Hương quay rất là nhiều những dòng xe về dòng xe thường, thì hôm nay em lại lên cho mình một chiếc xe, một chiếc xe Mazda, em xin lỗi, một chiếc xe Mercedes C250. Mercedes C250 đời 2009, động cơ trang bị 1.8, số tự động. Em Hương đang bán là 379 triệu cho chiếc xe Mercedes C250 bản Blue cao cấp, máy số zin cực đẹp, xe hạng sang các bác ạ. 10 mắt cảm biến va chạm quanh xe, có cho em là đèn bi sa lông, xin nhan trên gương đầy đủ cho em. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Vios giá rẻ đây. Vios đời 2008, động cơ 1.5, biển 38, nước sơn màu đen đẹp. Chiếc Vios này em Hương đang chào bán với giá là 169 triệu. Cam lùi, cam hành trình, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, ghế da em Hương nên hết rồi. 169 triệu cho chiếc xe Vios đây ạ. Bên cạnh thì em còn có một chiếc xe i10. i10 đời 2016, cũng là biển 34, bánh đậu xanh này. Xe này đời 2016, nhập khẩu, động cơ 1.2, em Hương đang bán là 248 triệu. Ốp hết mạ chrome tay nắm cửa rồi, màn hình giải trí cũng có luôn các bác nhé. Màn hình giải trí có rồi. I10 đây ạ, đời 2016, nước sơn màu trắng, 248 triệu cho chiếc xe I10, nhập khẩu, số sàn 1.2. Và thời gian bây giờ khách hàng quan tâm rất là nhiều về Hyundai Accent, thì em về thêm một chiếc xe Hyundai Accent số sàn đời 2012, nhưng em này là bản nhập khẩu nhé. Accent đời 2012 nhập khẩu em Hương đang bán là 295 triệu, xi nhan trên gương, lên bộ mâm đẹp rồi, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em, có cả đầy đủ cả đèn gầm nặng. 295 triệu, nhập khẩu 1.4 cho chiếc xe Hyundai Accent bên em, lên màn hình, tổ hợp phím bấm chân vô lăng rồi, máy số em cam kết cho mình luôn, không đâm sâu không ngập nước. Hay bên đây em còn có một chiếc xe Hyundai Sonata, được sản xuất năm 2009, số tự động. Em Hương đang bán là 288 triệu, động cơ trang bị là 2.0, biển thủ đô Hà Nội cho chiếc xe Hyundai Sonata bên em đang đây ạ. 288 triệu số tự động. Nếu như bây giờ dịch giã là gần như là ổn định rồi, thì các bác đang quan tâm rất là nhiều về dòng xe 7 chỗ, thì bên đây em có một chiếc xe Innova đời 2015 bản E xịn, form dáng mới nhé. Biển là biển 12, nước sơn là màu vàng cát, lên đèn halogen, đèn gầm có rồi. Ốp hết mạ chrome tay nắm cửa, lẹp chân kính này. Innova bản E xịn đời 2015, 2.0 số sàn, em Hương đang bán là 388 triệu. 388 triệu cho chiếc xe Innova, bao chất hãng cho mình luôn cho chiếc xe Innova này. Còn bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia, một chiếc xe Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc, được sản xuất năm 2015, máy số zin, lên bộ ghế da mới, sơn zin bên ngoài còn đến hơn 90%, đèn halogen, đèn dưới là đèn bi sa lông nhé. 325 triệu cho chiếc xe Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc, nước sơn thì màu trắng đẹp này, các bác đi gia đình hay là dịch vụ thì rất là ok luôn. Đời 2015 em này động cơ là 1.4, biển Hà Nội đẹp, máy số zin, sơn zin đẹp, lên đến hơn 90% cho chiếc xe Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc bên em. Vừa rồi thì em đã lên sóng một chiếc xe Innova đời 2015 máy xăng, thì bên cạnh đó em còn có một chiếc xe Kia Zondo. Kia Zondo 7 chỗ ngồi, số tự động, và em này là máy dầu, động cơ trang bị 1.7, biển 37 nhé. Rất là nhiều chỗ 7 này. Đèn bi sa lông này, có dải đèn nét, đèn gầm đầy đủ, gương kính auto cho em, cam hành trình, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm, màn hình nghe gọi đầy đủ rồi. Kia Zondo đời 2017, em số đời 2014, máy dầu 7 chỗ ngồi, số tự động, em Hương đang bán là 468 triệu. 468 triệu cho chiếc xe Kia Zondo máy dầu bên em Hương. Bên cạnh đây thì em Hương còn có một chiếc xe Hyundai Accent. Accent đời 2018, bản này lắp ráp trong nước, động cơ 1.4, số tự động đẹp, nước sơn màu đỏ đẹp, xe đẹp như lăn từ trong hãng ra. Hyundai Accent xi nhan trên gương đầy đủ cho em, đèn led này, đèn bi này, đèn gầm đầy đủ cho em, ốp hết mạ chrome rồi. Chiếc Hyundai này em đang chào bán với giá là 475 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent đời 2018 siêu lút đây ạ. Cam kết không đâm xô không ngập nước, tiết hãng toàn quốc cho em, la răng phanh ABS, xi nhan trên gương, 475 triệu. Mazda 3 em có nhá, hai form dáng,
Form dáng vừa rồi là hatchback, còn đây là form dáng sedan hai đầu đây. Một chiếc Mazda 3 với nước sơn màu đỏ đẹp, được sản xuất vào năm 2009, nhập khẩu, động cơ trang bị 2.0. Mazda 3 màu đỏ cửa lóc này nhập khẩu em Hương đang bán là 285 triệu. Bên cạnh chiếc xe Mazda màu đỏ đấy thì em còn có Lacetti SE đời 2010 nhập khẩu em Hương bán là 225 triệu, động cơ là 1.6 số sàn cho chiếc xe biển 89 này, Lacetti SE 225 triệu. Tiếp theo xuống bên đây thì em còn rất là nhiều xe nhé. Bên cạnh chiếc xe Accent là một chiếc xe Mẹt biển Hà Nội, chỉ có 199 triệu cho chiếc xe Mẹt C240 đang được chào bán bên em này. Mẹt C240 đời 2004 số tự động 199 triệu. Nếu như là các bác có cầm tầm cửa tiền trên 100 triệu thì em có một chiếc xe biển thủ đô Hà Nội mang tên Ghét nhé. Em Ghét nhập khẩu này em Hương đang bán là 158 triệu, động cơ 1.1 bản nhập khẩu nhé. 158 triệu cho chiếc xe Ghét này. Ở đằng sau thì em còn có một chiếc xe Lacetti. Một chiếc xe Lacetti đây các bác nhìn này, biển 34 lốc sơn màu đỏ. Chiếc Lacetti SE này là đời 2009 nhập khẩu, động cơ là 1.6, em Hương đang bán là 218 triệu. 218 triệu cho chiếc xe Lacetti SE đây ạ, động cơ 1.6 nhập khẩu đây ạ, đời 2009 và là số sàn, cam 360 đầy đủ rồi, cam hành trình có luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao em còn có một chiếc xe Tucson. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao máy xăng đời 2011, zin đẹp toàn xe luôn, biển 34 bánh đậu xanh. Em này là màu xám, xám đá các bác ạ. Đèn bi salon, đèn gầm có xi nhan trên gương, giá chào bán chỉ có 415 triệu thôi ạ. 450 triệu cho chiếc xe Tucson máy xăng đời 2011 hai cầu nhá, em này là hai cầu. Tucson máy xăng hai cầu số tự động đời 2011 450 triệu thôi ạ. Cửa sổ toàn cảnh đầy đủ cho em nhé, không thiếu một cái gì đâu. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning được sản xuất năm 2016, em Hương đang bán là 215 triệu, động cơ trang bị là 1.25. Bác nào tập lái thì em có xe sập bắc này, nước sơn màu đỏ đẹp 93 triệu. Hôm nay em còn để cho mình còn 85 triệu thôi, tập lái thì có 85 triệu sập bắc này. Morning đây, Morning số sàn lên bộ mâm đẹp rồi, màn hình giải trí đầy đủ cho em, mà giá chỉ có 215 triệu đời 2016. Bác nào công trình công trường mà muốn đi máy dầu thì em có Isuzu máy dầu. Em Isuzu máy dầu này là đời 2003, máy dầu 140 triệu. 140 triệu cho chiếc xe Isuzu máy dầu này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Isuzu Highlander, cũng là máy dầu nhá, 7 chỗ ngồi 160 triệu đời 2006 này. Bên cạnh thì em còn có một chiếc xe Santa Fe bản Gold, em này cũng là máy dầu luôn, biển 15 Hải Phòng với nước sơn màu vàng gold đẹp. Em Highlander, em Santa Fe Gold này là đời 2002 và đăng ký là 2007, em Hương đang bán là 225 triệu. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai. Hyundai Avante được sản xuất năm 2014, số sàn 1.6, em Hương đang bán là 279 triệu này. Innova thì em còn có đời 2008 này, động cơ 2.0. Em này thì em Hương bán là 199 triệu, 7 chỗ ngồi cho chiếc xe Innova. 7 chỗ ngồi bên em rất là nhiều luôn. Genesis đời 20, em này là 255 triệu, đời 2009 cho chiếc xe Genesis, 7 chỗ ngồi số tự động nhé. 7 chỗ ngồi số tự động em có Genesis nữa này. Highlander máy dầu, Isuzu máy dầu chỉ có 140 và 160 thôi. Mazda Fremacy đời 2003, số tự động 1.8, em Hương đang bán là 162 triệu. 162 triệu cho chiếc xe Mazda Fremacy, 7 chỗ ngồi sơn xi sạch đẹp, máy số thì cực ngon luôn. Accent bên em Hương bây giờ đang về full bảng màu rồi. Ở đây em còn có một chiếc Accent đời 2015, bản blue cao cấp, nước sơn màu trắng đẹp, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Em Hương đang bán chiếc xe Accent này là 383 triệu. Lên màn hình giải trí rồi, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ghế da zin đẹp nhé. À, ghế da này lên nâng cấp rồi, lên bộ ghế da mới rồi. 383 triệu cho chiếc xe Accent đời 2015, bản nhập khẩu blue cao cấp, cảm biến va chạm đầy đủ, phanh ABS xi nhan trên gương. Nếu như khách hàng mà đang quan tâm thì em còn có một chiếc bán tải nhé. Một chiếc bán tải Forerunner biển thủ đô Hà Nội 29 này, bán tải Forerunner đời 2013, em này số sàn, hai cầu, động cơ 2.0, em Hương đang bán là 395 triệu đời 2013 cho chiếc xe bán tải hai cầu số sàn đây ạ. Bên cạnh chiếc bán tải là một chiếc xe phân khúc thể thao, một chiếc xe Kia Sport
một chiếc xe Kia Forte đời 2010, số tự động, động cơ trang bị là 1.4, 1.6 nhỉ. Kia Forte 330 triệu, nhập khẩu, số tự động, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Có cho em là đèn halogen, đèn gầm đầy đủ nhá. Kia Forte 330 triệu. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Vios biển 99 nước sơn màu đen này. Chiếc Vios này là đời 2010, số sàn động cơ là 1.5, em Hương đang bán là 206 triệu này. 206 triệu cho chiếc xe Vios bên em đây Hương đây ạ. Innova với nước sơn màu vàng cát thì em còn có một chiếc xe Innova nữa đây, 8 chỗ ngồi, Innova bản G đời 2010, động cơ 2.0, 7 chỗ ngồi, số sàn 268 triệu, máy số thì cực ngon luôn, các bác cứ yên tâm thôi ạ. Một chiếc xe CDX với nước sơn màu xanh đá này. Chiếc xe CDX này bản cửa lóc, nhập khẩu đời 2009 và là số tự động, động cơ trang bị 1.6, em Hương đang bán là 248 triệu. Cửa lắp đầy đủ, đề lổ thông minh, la răng thể thao, phanh ABS cho em ạ. Bên đây thì còn có một chiếc Captiva này. Nếu như khách hàng mà đang quan tâm về 7 chỗ ngồi mà giá chỉ trên 200, em có Captiva nhé. Captiva số sàn được sản xuất năm 2007, động cơ 2.4, em Hương đang bán là 215 triệu. 215 triệu lên đèn bi salon, đèn gầm có xi nhan trên gương, đầy đủ cho em rồi. Và bên đây cũng là một chiếc xe Captiva nữa đây. Chiếc Captiva này biển 88 Vĩnh Phúc, em Hương đang bán là 200 triệu tròn, cũng là đời 2007 các bác nhé. Động cơ trang bị 2.4, 7 chỗ ngồi, số sàn, hỗ trợ cho em là trơn trượt đổ đèo. Bên cạnh Captiva màu đồng này thì em còn có một chiếc Captiva màu bạc. Captiva màu bạc đây ạ. Em này là số tự động đời 2007, em Hương đang bán là 228 triệu, lúc sơn màu bạc, biển 15 Hải Phòng này. Và bên đây thì em còn có một chiếc Mazda. Một chiếc Mazda 3S. À em xin lỗi, một chiếc Mazda form dáng mới này. Chiếc Mazda này được sản xuất vào năm 2017. Em Mazda này form dáng mới, cửa lóc cho em hai chế độ lái, chế độ lái thường và chế độ lái thể thao nhé, hay còn gọi là chế độ lái thật sport đấy ạ. Hai chế độ lái và phanh tay điện tử đời 2017, số tự động, bản lắp ráp trong nước, lên đèn bi có giải đèn LED, đèn gầm đầy đủ, logo form dáng mới của nhà Mazda đây. 555 triệu cho chiếc Mazda phanh tay điện tử 2017, xi nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ, zin đẹp toàn xe. Hai chế độ lái, có cho em tổ hợp phím bấm trên vô lăng đầy đủ luôn, hỗ trợ trơn trượt, số tự động, xe đẹp, cam kết không đâm xô, không ngập nước. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Captiva với nước sơn màu đen, một chủ từ mới, lên đèn bi có đèn gầm rồi. Em Captiva này là biển thủ đô Hà Nội, 4 số, một chủ từ mới, bộ la răng rất là chất luôn. Captiva em đang bán là 225 triệu, một chủ từ mới, số tự động đẹp, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí có hết rồi, đời 2007 nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio. Chiếc xe Kia Rio này là full đồ cho em và máy số zin. Em Kia Rio này là số tự động với nước sơn màu trắng đẹp, lên đèn bi có giải đèn LED và đèn gầm đầy đủ cho em, 390 triệu, cam lùi, cam hành trình đầy đủ cho em, là giá em Hương đang chào bán này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 10/2023. Kia Rio số tự động đời 2015, nhập khẩu nguyên chiếc, 390 triệu. Lên màn hình có ga tay tự động, ghế da thì em mới thay rồi nên các bác yên tâm nhé, ghế da cực chất luôn. Rất là nhiều dòng xe đang đặt chào bán bên em. Kia Rio đây ạ, 390 triệu. Xe từ 85 triệu em Hương cũng có này. Vừa rồi em Hương đã quay một video rất là dài về báo giá tổng kết xe bên em. Những bác nào thật sự quan tâm về những mẫu xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương thì các bác nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Vừa rồi em mới chỉ quay được 80% mẫu xe đang có sẵn bên em thôi ạ. Còn rất là nhiều dòng xe nữa luôn. Ở đây thì em còn có một chiếc bán tải này. Chiếc bán tải này mang tên là Isuzu D-Max. Em này là được sản xuất năm 2016 và đăng ký lăn bánh lần đầu là cuối tháng 12/2017 rồi. Cuối tháng 12/2017. Giá chào bán là 535 triệu, số tự động, máy dầu và là hai cầu nhá. Em này là em về cuối em mới quay đây này. Màn hình giải trí cam lùi đầy đủ cho em. Isuzu máy dầu số tự động hai cầu đây, 535 triệu, một dàn lốp mới, xi nhan trên gương, máy số zin. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1/2023. Em này thì cam kết cho khách hàng nhà mình là sơn zin đến trên hơn 90%. Biển là biển gì nhỉ? Biển Hà Nội các bác nhé. Biển Hà Nội luôn ạ. Y10 bản sedan hai đầu đây, bản đủ. 285 triệu.
Bên em còn có Innova nữa này. Innova đời 20. Innova là được sản xuất vào năm 2012, bản E. Em Hưng đang bán là 338 triệu. Ở bên ngoài đây thì em còn có rất là nhiều xe này. Accent này, Mazda này. Đó, bác nhìn đi ạ, rất là nhiều xe. Kia Morning, Kia Morning đời 2016 màu xanh giá cũng chỉ có 215 triệu thôi. Hoặc là một chiếc xe Kia Morning bản nhập khẩu biển 37 này, nước sơn là màu lông chuột nhá. Chiếc xe Kia Morning này là máy số zin đời 2010 nhập khẩu, em Hương đang bán là 240 triệu. Xin nhan trên gương là răng hoa mai thể thao luôn ạ. Kia Morning màu xanh thì em còn có này, đời 2016 nước sơn màu xanh đẹp, em Hương đang bán là 215 triệu. Vừa rồi thì em Hương đã quay và báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Những khách hàng nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.